Xin chào mừng cô bác anh chị đã trở lại với kênh Long Việt Bất Động Sản. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Kênh Long Việt Bất Động Sản thì chúng tôi thường xuyên sẽ đăng tải những video clip về lĩnh vực bất động sản, nhà, đất, nhà vườn, nhà lô, nhà biệt thự hoặc là những căn hộ có thể là cho thuê hoặc là gửi đến quý cô bác anh chị những cái mảnh đất, những cái sản phẩm về ký gửi bất động sản. Và chúng tôi rất mong được trong thời gian tới thì rất mong là vẫn được tiếp tục quý cô bác anh chị ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa. Và hôm nay thì tôi Long Việt và anh Tuân Sport đang có mặt tại phố Đông Phong, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình. Và hôm nay thì cũng muốn giới thiệu đến quý cô bác anh chị một mảnh đất có diện tích là 100 m² với mặt tiền là 5 m và chiều dài là 20 m, quay về hướng Bắc. Và cái mảnh đất hôm nay muốn giới thiệu với quý cô bác anh chị chính là cái mảnh này. Anh Tuân Sport là cho quý khách được xem. Xin chào các bạn. Hôm nay anh em chúng tôi đang có mặt tại phố Đông Phong, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình để cùng giới thiệu đến các bạn một cái mảnh bất động sản với diện tích 100 m². Hiện tại chúng tôi đang đứng trên con đường Lý Nhân Tông, ngõ 288 Lý Nhân Tông. Một con đường bê tông rất là rộng và đẹp. Với các bạn đây. Đây chính là những cái khu vực mảnh đất của chúng tôi giới thiệu với các bạn, chính là đối diện của khu Bắc Phong 1, Bắc Phong 2 và Bắc Phong 3 đây. Toàn bộ khu này đã được phân lô đấu giá thành công và gần như là 100% là đã có chủ sở hữu. Và đối diện với khu Bắc Phong 1, Bắc Phong 2, Bắc Phong 3 thì chính là cái mảnh đất hôm nay giới thiệu. Trên cái mảnh đất này là bên giáp với cái căn nhà 3 tầng này thì có một cái lán của bác chủ bên cạnh đang làm về gỗ luồng. Ở khu vực này thì ngành nghề truyền thống chính là làm về nghề gỗ. Thì nếu như mà cô bác anh chị mà có nhu cầu về đầu tư thì hãy liên hệ với Long Việt Bất Động Sản và anh hoặc là anh Tuân Sport. Định vị cái mảnh đất này thì các bạn có thể là nhìn đối diện với cái khu phân lô, chính là đối diện với nhà máy nhiệt điện Ninh Bình đây. Và cái mảnh đất này với diện tích là 5 m x 20, 100 m², nằm về hướng Bắc thì giá chào bán của chúng tôi là 1 tỷ 850 triệu, có thương lượng cho cô bác anh chị nào quan tâm. Xin giới thiệu với các bạn thêm một chút về cái thông tin xung quanh cái mảnh bất động sản ngày hôm nay. Thì cái mảnh bất động sản này nằm tại vị trí mà rất thuận tiện về giao thông. Phía trước mặt kia thì là hướng Tây, là đi về phía ga của tỉnh Ninh Bình, một trong những cái nhà ga mà có thể nói là lớn của Việt Nam. Đi về, nhìn về hướng Bắc kia thì là về phía Ủy ban Nhân dân phường Nam Bình. Về phía đông của con đường bê tông này thì là một cái hướng đi về đường 10, đi Yên Khánh, đi Kim Sơn. Phía tây là một con đường nữa để có thể đi ra phường Ninh Phong. Phường Ninh Phong là đi qua khu vực mà đường vành đai của cao tốc. Đường trước mặt này khá là rộng anh chị nhé, tức là 3 làn xe là có thể là đi được. Cái nguyên cái phần đường là khá là rộng và vỉa hè mỗi bên là 6 m nữa, 12 m mặt đường cộng với mỗi bên vỉa hè là 6 m. Con đường khá là rộng mà khu dân cư này tôi thấy là cũng khá là hiện đại. Quay lên flycam các bạn nhìn thấy là cái khu vực cực kỳ hiện đại mà rất là nhiều nhà cao tầng. Và tôi thấy là phải nói là khi mà lên cao rồi chúng ta mới thấy là cái khu vực xung quanh này nó đẹp thế nào. Nói chung là mặc dù là hơi xa cái đường chính, tức là cái truyền thống của người Việt ta là hay kinh doanh hoặc là buôn bán là bám sát với mặt đường quốc lộ. Nhưng mà tôi thấy là cái khu vực xung quanh này thứ nhất là khá là yên tĩnh, và thứ hai nữa là đường xá rồi là khu dân cư là khá là rộng, cho nên là cũng là cái nơi mà khá lý tưởng. Mà xung quanh đây thì bà con đang sản xuất kinh doanh, rồi những cái mặt hàng đồ gỗ, rồi là kinh doanh những cái hàng tạp hóa mỹ phẩm, rồi là đại lý bánh kẹo, cũng khá là thuận tiện. Đặc biệt là đây là phát triển rất mạnh về sản phẩm, các sản phẩm về gỗ.
Mảnh đất này nằm tại một cái khu vực có cơ sở hạ tầng rất là tốt, rất là đồng bộ, đầy đủ điện nước, dân dụng và cống ngầm. Nằm ngay cạnh khu trung tâm hành chính phường Nam Bình, trạm y tế, công an phường, bên cạnh khu dân cư Chu Văn An và Phú Xuân đã đồng bộ sân thể dục thể thao. Và đến với Ninh Bình thì các bạn biết là đang xây dựng Ninh Bình là một trong những tỉnh mà trọng điểm về phát triển ngành nghề du lịch, thương mại và dịch vụ. Cho nên là với cái giá đất ở đây thì với mảnh 100m² này chúng tôi đang chào bán với giá là 1 tỷ 850 triệu, thì cũng là khá là phù hợp cho các nhà đầu tư hoặc là bà con về đây xây dựng nhà ở hoặc là sản xuất kinh doanh, rất là phù hợp. Các bạn nếu như có thời gian thì hãy đến tận nơi hoặc là alo cho chúng tôi theo số điện thoại của tôi là Long Việt 085 928 7777, và số của anh Tuân Sport là 0964 320 888. Chúng tôi sẽ hướng dẫn và dẫn các bạn đến tận nơi để xem thực địa của mảnh đất. Quý cô bác quan tâm thì hãy nhanh tay nhấc máy và điện thoại lại cho chúng tôi. Rất mong được quý cô bác anh chị hãy ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa bằng cách like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi ra tiếp những video tiếp theo về lĩnh vực bất động sản của Ninh Bình, Tam Điệp và các huyện thị lân cận. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào.